Lan Hương kính chào tất cả các quý vị. Chào mừng quý vị đang cùng đến với những tin tức mới nhất hôm nay của tin tức 24 giờ TV. Bản tin hôm nay có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng đón xem. Thưa quý vị, trong bản tin an ninh thế giới nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Đài Loan nổi giận khi phát hiện Trung Quốc ngang nhiên điều hai máy bay trực thăng bay vào vùng Adit. Phát hiện UAV quân sự Trung Quốc liên tục lờn vởn ngay sau Nhật tập trận. Chiến hạm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn tập trận chung ở biển Philippines dàn mặt Trung Quốc. Mỹ, Hàn tăng cường đối thoại về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Đài Loan quyết đấu Trung Quốc đến cùng, khả năng sẽ chi 1,4 tỷ đô la Mỹ mua máy bay chiến đấu F-16. Nhiều nước láng giềng của Afghanistan đổ xô mua vũ khí Nga vì lo ngại an ninh. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết. Đài Loan nổi giận khi phát hiện Trung Quốc ngang nhiên điều hai máy bay trực thăng bay vào vùng Adit. Ngày 26 tháng 8, quân đội Đài Loan báo cáo rằng một máy bay Z-9 ASW và một máy bay tác chiến chống ngầm thiểm Tây Y-8 đã xâm nhập vào góc Tây Nam của Adit mà Đài Loan tuyên bố. Không quân Đài Loan phản ứng bằng cách cử lực lượng tuần tra trên không CIP phát các cảnh báo bằng sóng vô tuyến và theo dõi các máy bay của Trung Quốc đại lục bằng tên lửa đắt đối không. Sự hiện diện của trực thăng Z-9ASW từ quân đội của Trung Quốc đại lục rất đáng chú ý, vì đây là lần đầu tiên quân đội đảo Đài Loan thông báo về việc máy bay này xâm nhập vào Adip mà Đài Loan tuyên bố. Lần gần đây nhất, truyền thông nhà nước Trung Quốc đề cập đến chiếc trực thăng này là vào ngày 25 tháng 7. Khi đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu thông báo rằng, trực thăng trinh sát Z-9 và trực thăng tấn công Z-10 của Tập đoàn Quân 74 thuộc quân đội Trung Quốc gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật hoạt cả ngày lẫn đêm ở ngoài khơi bờ biển phía nam của tỉnh Phúc Kiến, khu vực nằm ngay đối diện với Đài Loan. Trung Quốc coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và nhiều lần cảnh báo rằng nếu Đài Bắc không chịu thống nhất một cách hòa bình, đại lục cũng sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thu hồi lãnh thổ. Phát hiện UAV quân sự Trung Quốc liên tục lờn vờn ngay sau Nhật tập trận nhiều máy bay không người lái Trung Quốc gồm cả phiên bản vũ trang liên tục di chuyển qua eo biển Miyako, buộc Nhật Bản điều tiêm kích giám sát. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết các máy bay không người lái UAV của Trung Quốc liên tục hoạt động trên vùng trời của biển Hoa Đông và eo biển Miyako suốt 3 ngày qua, khiến Tokyo phải điều tiêm kích F-15 xuất kích để theo dõi. Lần hiện diện đầu tiên diễn ra hôm 24 tháng 8, khi một UAV vũ trang TB-001 bay trên biển Hoa Đông, gần eo biển Miyako. Một UAV tầm xa BZK005 và một chiếc TB001 bay nhiều lượt qua eo biển này dưới sự giám sát của máy bay tuần thám hiểm Y8Q và trinh sát cơ điện tử Y9GB Trung Quốc trong ngày 25 đến 26 tháng 8. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên. Eo biển Miyako nằm giữa đảo Okinawa và Miyakojima phía tây nam Nhật Bản là tuyến hàng hải quốc tế chiến lược xuyên qua vùng đặc quyền kinh tế của nước này đóng vai trò rất quan trọng trong khả năng tiến ra Thái Bình Dương của hải quân và không quân Trung Quốc. BZK005 là UAV trinh sát, do thám và tình báo tầm xa với khả năng bay liên tục trong 40 tiếng. Hình ảnh do Nhật Bản công bố cho thấy chiếc BZK005 bay qua eo biển Miyako là phiên bản mới được trang bị radar dưới mũi và cụm thiết bị quang học dưới thân. Trong khi đó TB001 là UAV vũ trang tầm xa với 4 giá treo vũ khí cùng một cụ thiết bị trinh sát dưới thân. Những chiếc TB001 áp sát Nhật Bản trong 3 ngày qua không mang vũ khí dưới cánh, nhưng dường như được trang bị cụ thiết bị trinh sát điện tử hoặc là radar mới. Giới chuyên gia cho rằng UAV có thể giúp Trung Quốc thu thập nhiều dữ liệu tình báo ở eo biển chiến lược này với chi phí tương đối thấp so với máy bay có người lái, đồng thời buộc Nhật Bản tiêu tốn nguồn lực để triển khai các tiêm kích hạng nặng giám sát. Chiến hạ Mỹ, Nhật, Úc, Ấn tập trận chung ở biển Philippines dàn mặt Trung Quốc. Malaba là cuộc tập trận thường niên nhằm nâng cao việc lập kế hoạch, huấn luyện và sử dụng chiến thuật chiến tranh tiên tiến giữa Hải quân Mỹ, lực lượng phòng vệ của Nhật và Hải quân Hoàng gia Úc, Hải quân Ấn Độ. Cuộc tập trận năm nay do Hải quân Mỹ tổ chức và có hai giai đoạn. Theo thông tin được đăng trên website của hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ, giai đoạn 1 dự kiến diễn ra đến ngày 29 tháng 8 là cơ hội cho các lực lượng của bốn nước nói trên còn được gọi là bộ tứ kim cương, hoạt động cùng nhau ở biển Philippines nhằm tăng cường các kỹ năng trong chiến dịch biển, kết hợp chiến dịch chống tàu ngầm, hoạt động bán đạn thật. Tham gia giai đoạn 1 của cuộc tập trận Malabar 2021, Hải quân Mỹ có tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry, lực lượng chiến tranh đặc biệt cùng với tàu tiếp tế USNS Rappahannock. lực lượng phòng vệ biển của Nhật thì có khu trục hạ đa nhiệm lớp Izumo JS Kara cùng với hai tàu khu trục lớp Murashem JS Murashem và JS Shiranui. Đại diện cho Hải quân Hoàng gia Úc tham gia tập trận là tàu hộ vệ lớp Anjak SMAS Waramona, trong khi đại diện cho Hải quân Ấn Độ lại là tàu hộ vệ tàng hình đa nhiệm lớp Shivalik INS Shivalik và khinh hạm chống tàu ngầm lớp Kamotra INS Khatmat. Tham gia cuộc tập trận dự kiến còn có một số máy bay tuần tra biển và trinh sát, gồm P-8 của Ấn Độ, P-1 của Nhật và P-8A của Mỹ. Mỹ-Hàn tăng cường đối thoại về vấn đề hạt nhân Triều Tiên Ngày 28 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này, Nokio Duk, sẽ tới Mỹ vào tuần tới để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Shum Kim về nỗ lực nối lại đối thoại với Triều Tiên. Dự kiến tại Washington, ông Nokio Duk có kế hoạch gặp giới chức của Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh Quốc gia và các quan chức nước chủ nhà khác, tiếp nối các cuộc thảo luận của ông với người đồng cấp Chung Kim tại Seoul. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, chúng tôi hy vọng hai nước sẽ có một cuộc tham vấn sâu về việc sớm nối lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm kéo dài 4 ngày của đặc phái viên North Kyoduk bắt đầu từ ngày 29 tháng 8, diễn ra chỉ khoảng một tuần sau chuyến thăm Hàn Quốc của đặc phái viên hạt nhân Mỹ Chung Kim. Tại Seoul, hai bên đã thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang do Bình Nhưỡng phản đối các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Cũng trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua, ông Chung Kim nêu rõ rằng Mỹ không có ý định thù địch với Triều Tiên và rằng ông sẵn sàng gặp những người đồng cấp Triều Tiên ở bất cứ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào. Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều rơi vào thế bế tắc từ năm 2019 dưới thời tổng thống Donald Trump, sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, Washington và Bình Nhưỡng tiếp tục có những bình luận khá gay gắt về đối phương, phủ bóng đen lên triển vọng đàm phán trong nhiều tháng. Dù chính quyền Tổng thống Biden chưa tỏ ý sẵn sàng nhượng bộ, song các chuyên gia cho rằng cách tiếp cận có thể thay đổi khi hai bên trở lại đối thoại. Đài Loan quyết đấu Trung Quốc đến cùng, khả năng sẽ chi 1,4 tỷ đô mua máy bay chiến đấu F-16. Ngày 28 tháng 8, nhiều quan chức Đài Loan đã đề xuất với lãnh đạo Thái Anh Văn về kế hoạch tăng chi tiêu quân sự của hòn đảo từ 16,2 tỷ vào năm 2021 lên 16,9 tỷ vào năm 2022, theo kênh CNN. Nếu được thông qua, hòn đảo sẽ chi 1,4 tỷ đô trong số đó để mua các máy bay chiến đấu mới. Dù Đài Bắc không tiết lộ chi tiết kế hoạch này, nhưng nhiều người dự đoán chính quyền của bà Thái nhiều khả năng sẽ mua thêm các tiêm kích F-16. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh thuộc chủ quyền của mình và nhấn mạnh là sẽ không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thu hồi hòn đảo. Gần đây, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan. Tuần trước, Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc tập trận nhằm tăng năng lực tấn công gần hòn đảo. Năm 2019, Mỹ đã thông qua thương vụ bán máy bay chiến đấu F-16 trị giá 8 tỷ đô cho Đài Loan. Thỏa thuận này đã giúp nâng tổng số máy bay F-16 của hòn đảo lên hơn 200 chiếc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan là lực lượng sở hữu nhiều tiêm kích F-16 nhất châu Á. Nhiều nước láng giềng của Afghanistan đổ xô mua vũ khí Nga vì lo ngại an ninh. Theo cơ quan xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport, nước này đã nhận được rất nhiều lời đề nghị mua vũ khí từ các nước gia Trung Á có biên giới với Afghanistan. Tổng giám đốc Rosoboronexport ông Alexander Mikhayev cho hay: "Chúng tôi đang thảo luận về một số đơn đặt hàng từ các nước trong khu vực, đó là việc cung cấp các trực thăng tên lửa và hệ thống bảo vệ biên giới hiện đại của Nga." Thông tin trên xuất hiện vào thời điểm nhiều nước Trung Á đang bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan. Taliban luôn cam kết không đe dọa các nước Trung Á. Tuy nhiên, những quốc gia này từng hứng chịu nhiều cuộc tấn công của các tay súng đồng minh của Taliban. Ngoài ra thì nhiều người tị nạn từ Afghanistan đã chạy sang Uzbekistan và Tajikistan trong thời gian qua, gây ra mối quan ngại với hai quốc gia này. Kể từ khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan, Nga đã liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận với những nước láng giềng phía Nam, cũng như củng cố sức mạnh cho căn cứ quân sự của mình tại đây. Sắp tới, Nga, Tajikistan và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể có kế hoạch tổ chức tập trận tại Kyrgyzstan từ ngày 7 đến 9 tháng 9. Cuộc tập trận này sẽ tập trung vào phương án chống lại các lực lượng vũ trang phi pháp xâm nhập lãnh thổ một nước thành viên CSTO. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức HMTZ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi mọi ý kiến trái chiều mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức kế tiếp